Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng vừa thông tin về 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở địa phương. Trong số này có anh TVD là nam 25 tuổi, trú ở đường Lê Hiến Mai, quận Lê Triển, thành phố Đà Nẵng. Anh D làm nhân viên chi nhánh công ty Monster Lab Việt Nam ở lô 35, đường số 4, khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Theo xác minh dịch tễ, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 4, người này chỉ đến công ty làm việc, sau đó về nhà. Lúc 9 giờ 10 ngày 30 tháng 4, năm thanh niên đi chuyến bay VN113 từ sân bay quốc tế Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh. Anh D đến thành phố Hồ Chí Minh thì được bạn là NVT trở đến chung cư Sài Gòn Home, quận Bình Tân. Khoảng 15 giờ cùng ngày, năm thanh niên 25 tuổi đến quán Aiku số 38 Nguyễn Sơn, quận Tân Phú hát karaoke. Khoảng 19 giờ 30, anh D đến phố đi bộ Nguyễn Huệ dạo chơi. Sau đó, nam thanh niên đã đến quán Garden, đường Trương Công Định, quận Tân Bình uống cà phê. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5, người này đến một số nơi ở các quận Bình Tân, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức, Tân Phú ăn uống. Ngày mùng 4 tháng 5, thanh niên đi chuyến bay VN136 từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng. Ngày mùng 5 tháng 5, anh D đi đến công ty làm việc. Sau giờ làm, nam thanh niên đến chợ An Hải Bắc lấy đồ ăn về phòng trọ, đường An Hải 5, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Hôm sau người này đến công ty làm việc, sau đó đi nhiều nơi để ăn uống, mua sắm và gặp bạn. Ngày 7 tháng 5, anh Đê được Trung tâm Y tế quận Liên Triều lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 8 tháng 5 là dương tính với SARS-CoV-2. Theo ngành y tế Đà Nẵng, 15 người còn lại mắc COVID-19 bao gồm 8 người làm việc ở công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Amida, thẩm mỹ viện quốc tế Amida, công ty có cơ sở 1, ở 539 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê và cơ sở 2 tại 222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 6 người khác, trong đó có một bé trai 11 tuổi là Lê Quy Ca, trú tại đường Nguyễn Quyền, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ cùng cha mẹ và 5 người còn lại từ 25 đến 38 tuổi, cư trú ở các quận Cẩm Lệ, Liên Triểu, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Một ca mắc COVID-19 là ông PVN, 58 tuổi, không phải người Đà Nẵng, ông n quê ở huyện phú hòa tỉnh phú yên